Hello. Xin chào hết tất cả. Chào một ngày mới vào buổi chiều hôm nay. Ngày 31 tháng 5 năm 2024. Mới đây chúng ta cũng đã trải qua một cái giai đoạn một tháng rất là nhanh. Bây giờ ngày mai chúng ta sẽ đón một cái tháng mới nó như thế nào? Hôm nay chúng ta lại nghe tiếp tục những tin nóng trong buổi chiều ngày hôm nay nó như thế nào? Điều mà chúng ta đi trước ngày hôm nay, chúng ta đi buổi chiều ngày hôm nay á, đó là gì? Mục tiêu là sự tai tiếng của Israel, mà tai tiếng nó như thế nào qua cái vụ đánh bom vừa rồi, và từ đó người ta đã tìm thấy gì trong cái đống đổ nát đó. Để đi đến đó thì chúng ta cũng lướt qua những cái mục linh tinh. Những mục linh tinh đó là gì? Mục linh tinh đó là đất nè, NATO, Thụy Điển, Nga, Trung Đông, Israel và Ukraine. Nhưng có một điều đặc biệt ở đây, trong cái mục lục này nó còn có Mỹ, và cái quan trọng nhất là cái tổng thống Trump ngày hôm nay quyết định nó ra sao tại bồ thẩm đoàn. Và thứ hai nữa là, thứ nhất là chúng ta đi vấn đề bên ngoại giao trước cái đã. Bộ trưởng Ngoại giao đã có một cái tín hiệu gì cho Ukraine là thứ nhất. Thứ hai nữa là Tổng thống Trump sau khi cái bồi thẩm đoàn nó quyết định như thế nào, và cái sự vận động quyên góp của Tổng thống Trump nó ra làm sao, bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay nếu mà có thời gian chúng ta sẽ đi tới đó, mà còn không có thời gian thì chúng ta sẽ vào ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục nghe những cái câu chuyện quyên góp của Tổng thống Trump nó được bao nhiêu số tiền trong cái vấn đề vận động sau khi kết thúc cái tòa án này. Ok, bây giờ chúng ta đi cái phần đầu tiên, đó là Đức. Đức làm sao? Bây giờ mình nói sơ về cái vấn đề tại sao cái đạn mà nổi tiếng nhất của Đức có thể bắn 500 km và tốc độ đi rất là nhanh, mà có thể phá hủy những cái hầm hố của Nga, và có thể là đánh sập cây cầu kết ngay cái đảo Kim. Nhưng mà đến giờ này tổng thống Đức, thủ tướng Đức chưa đưa ra cái quyết định này. Trong khi đó đồng minh đã cung cấp như Mỹ, ATACMS, rồi Anh, rồi Pháp đã đưa ra cái quyết định đó rồi. Nhưng mà đến giờ này Đức vẫn còn chần chờ trong cái vấn đề này. Lý do và tại sao? Trong cái một bài báo nó viết là thủ đức, tướng Đức đang ếm nhẹ một cái việc gì đó. Hiểu không? Câu hỏi đặt ra là thủ tướng Đức tại sao không có giao cái tên lửa tầm xa Tartut này? Cái điều gì đang bí mật? Đang coi như là khó khăn đối với ổng. Thì người ta có thể đánh giá rằng là
sợ Ukraine đó tấn công ngay cái đảo Gimmer mà ngay cái cầu á, tại ngay cái cầu vừa qua đó Ukraine cũng đã tấn công hai lần nhưng mà không thành công một tí xíu thôi, chứ thực chất thì cũng không có đánh sập ngay cái cầu đó. Cho nên chỉ còn cái viên đạn của thằng Đức, mà cái viên đạn này có thể mới đánh sập được cái cầu này. À, chính vì lẽ đó mà ông ta cái chần chờ tới ngày hôm nay vẫn chưa có một cái sự quyết định rõ ràng. Thì đằng sau nó có cái gì, hay là Putin đã hù dọa thủ tướng Đức này rồi qua cái điện thoại hoặc qua cái lời nhắn tin của Putin rằng có thể là đằng sau đó Putin hăm dọa rằng nếu anh giao cái đạn này, Tactus này cho Ukraine mà bắn gãy cây cầu kết tại đảo Kim thì Nga sẽ dùng coi như hạt nhân tấn công vào thủ đô Berlin. Đó là một cái điều mà người ta đang nghi vấn trong lúc này, hiểu không? Thì có một người chuyên gia bình luận rằng là nếu mà sự hăm dọa như thế đó, mà tại sao không bàn bạc? Nếu đã biết như vậy thì tại sao không bàn bạc trong cái khối NATO? À, hiểu không? Và tại sao hù dọa ông thủ tướng này? Trong khi đó đó thì là Pháp đã đưa tầm xa đến, Anh đã đưa tầm xa đến, mà trong khi không Putin không dám hù dọa Pháp và Anh. À, rồi sao nữa? Rồi trong những cái ngày tuần vừa đây thì nghe tin đồn là sẽ gửi chuyên gia đến, Anh sẽ gửi chuyên gia đến, Pháp gửi chuyên gia đến, mà Putin chả có một cái động thái gì. Điều đó là sao? Điều đó chứng tỏ rằng Nga rất ngán càng Anh và Pháp, đúng không? Mà lúc nào cũng lên đài truyền hình hăm dọa Đức. Cho nên chúng ta cũng phải chờ xem. Tuần vừa rồi ông ta đã bật cái đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng viên đạn của Đức theo cái hiến chương Liên Hợp Quốc là vấn đề tự vệ, anh có quyền tự vệ. Mình nghĩ đây chút mình sẽ bàn luận, mình phải phân tích cái vụ này, lý do trong lúc này tại sao người ta đưa ra 12 nước đưa ra cái quyết định này. Nếu còn thời gian chúng ta sẽ mổ xẻ cái vụ này. Cái vụ này mỗi cái câu chuyện là mình cũng muốn định mổ xẻ cái điều này, nhưng mà cái tin nóng nó đầy phôi á, cho nên là mình không có thời gian để mổ xẻ vấn đề này. Nói thật là như vậy. Mấy bạn muốn nghe cái tin phân tích của mình thì hãy hỗ trợ, cố gắng hỗ trợ, chia sẻ càng nhanh càng tốt để mình có cái kinh phí. Khi mà có kinh phí thì mình sẽ làm 2 hoặc 3 clip. Sẽ chiếc thứ ba sẽ mổ xẻ từng giai đoạn mà một trong lúc này nó xảy ra, cái chiến trận nó xảy ra. Cho nên mình cố gắng, nếu nhiều thời gian thì mình làm 2 clip, còn không mình làm 1 clip. Rồi, đó là cái ẩn núp ở ngoài sao của thủ tướng Đức mà đang gặp khó khăn trong cái lúc này. À, trong khi đó đồng minh đã giao hết, Anh đã giao hết cái loại 500 nè, Pháp cũng giao nè, Mỹ cũng giao.
nhưng Đức hiện giờ vẫn còn lạnh nhạt. Chúng ta phải chờ xem vài bữa nó ra sao. Tại vì anh ta qua cái trận chiến mà đánh thủng cái một con mắt của Putin là cái hạt nhân, cái radar rồi, thì là vài bữa sẽ có những cái chiến trường ác liệt. À, chúng ta phải chờ xem. Và mình cũng đưa ra cái hình ảnh này. Đây. Một hai bên nói chuyện với nhau. Nhưng mà một bên thì ông cụ ra rất là buồn, tại vì không có một cái vũ khí của Đức tầm xa để bắn gãy cây cầu. Còn một bên nói chung là không đưa ra, hai người không đưa ra cái quyết định này. Cho nên dẫn đến một cái sự khuôn mặt, hai khuôn mặt rất là buồn bã vậy. Buồn bã khi đưa ra ánh sáng, khi đưa ra truyền thông báo chí. Nói chung là không có một cái kết quả. Cho nên nhìn cái hình ảnh này mà mình cũng cảm thấy buồn cho hai thủ tướng, một bên là tổng thống và một bên là thủ tướng. Rồi bây giờ NATO sao? Đến NATO nó có cái chuyện gì trong cái vấn đề này? NATO. À, NATO đây là mình sẽ đưa cái hình này lên. Đây là ông thủ tướng Hà Lan. Hiểu không? Sắp ra tranh cử cái vấn đề tổng thư ký NATO. À, ông này đây. Ông tên là Rutte. Ông tên, tại vì sắp tới hình như là ông tổng thư ký NATO Stoltenberg đã nghỉ hưu và có thể ông này lên thay thế. Nhưng sao ông Hungary lại cản đường cản mũi? Nó mới độc đáo. Ông Hungary ngồi ở trong đây chỉ là vô để kiếm tiền của châu Âu, nhưng thực chất ông ta cũng chả làm được gì, vô chỉ là làm lũng loạn cái NATO này và kéo dài cái thời gian để có lợi cho Putin mà thôi. Còn ông này vô cũng chả được gì, nói thẳng là như vậy. Chỉ biết thông tin sắp tới của EU nó ra quyết định ra làm sao là ông này đã lên tiếng ngay lập tức và kéo dài cái thời gian ra. Để riêng ông này người ta cái dự trù là ba, trong đó có 32 cái thành viên, nhưng mà riêng ông là nhưng ông này và hai ông khác nữa đã cản đường cản mũi không cho ông này sắp tới ứng cử viên thành tổng thống, thành thư ký của NATO. Đó là một điều phải nói. Hungary nè, Romania và Slovakia, ba nước này coi như 29 nước coi như đã đồng ý cho ông này, còn riêng ba nước này lại là không chấp nhận. Cái vấn đề Ado châu Âu này mình thấy cái vấn đề nó có một cái gì đó nó khuất mắt, không nan giải được, không giải quyết được. Đáng lẽ người ta phải lấy là giống như cái bầu cử vậy, bao nhiêu cái phần trăm, 60-80% là chiến thắng. Còn đây châu Âu nó có một cái luật kỳ khôi, nó không có thay đổi cái hiến pháp, luật pháp phải là 100% mới được. Thôi, cái chuyện đó để cấp trên giải quyết, mình đi ra ngoài lề một tí xíu, không có đi thêm nữa thì không có thời gian, không thế thì sao mà. Rồi chúng ta đi ghé thăm Thụy Điển thì coi ở vùng Bắc Cực nó diễn biến ra sao trong lúc này vậy mà. Lúc này tại vừa rồi nó cũng căng lắm á. Rồi có hai mục tiêu chính của Thụy Điển trong lúc này thì các bạn cũng nghe sơ rồi đó. Thụy Sĩ là một nền công nghiệp cũng có tiếng trong cái giới châu Âu này.
về vấn đề sắt thép, và cũng là một cái ngành súng đạn như là có tiếng trong cái thị trường châu Âu này. Anh ta cũng không, chẳng qua anh ta dân ít thôi, chứ thực chất cái đầu của anh ta không có thua Đức và Mỹ này. Cho nên vừa qua hình như mình cũng chia sẻ rồi hay sao, là một cái vì chiến trường hai khu vực này, hai khu vực Donetsk, hai khu vực này, khu vực Kharkiv này, khu vực Kharkiv này và khu vực Donetsk này, vùng này, vùng này, vùng chính giữa này, khúc này, khúc trên này, do hai chiến trường này đang ác liệt, đang ác liệt, mà súng thì có, đạn thì có, nhưng mà không bắn được qua đó. Cho nên Ukraine rất là thiệt thòi trong vấn đề này, trong vấn đề chiến đấu này. Cho nên Thụy Sĩ đã, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đã ra một cái quyết định là một cái gói viện trợ nữa cho Ukraine. Đó là gì? Đó là một máy bay mà rà đó, máy bay rà có cái radar ở trên không, một cái bay đó, đó là chu vi khoảng 400 km vuông. 400 km, khi mà máy bay Nga là bay lên thì là máy bay này sẽ phát hiện và có thể cảnh báo cho máy bay F-16 sắp tới để chuẩn bị chiến đấu hoặc là bắn như thế nào đó, xử lý trên trường hợp trên không gian. Loại này là ASC-890, phải nói khủng đó các bạn. Sắp tới những cái ngày tới là những cái ngày ác liệt trên không. Ukraine năm nay là năm quyết tử, quyết sinh, phải giành lại. Còn không là năm tới biết có son sờ hay không thì mình không biết, tại vấn đề Mỹ bầu cử rồi. Cho nên năm nay năm mà đồng minh, cả cái khối đồng minh này phải hỗ trợ hết mình cho Ukraine. Đây là dịp. Thành ra cái những cái ngày gần đây các đồng minh đã hỗ trợ rất là nhiều, đạn dược, nói chung tiền bạc và các kiểu. Rồi bây giờ chúng ta đi tới Nga. Nga làm sao, coi như vấn đề tiêu hao trong chiến tranh 2 năm vừa qua, từ ngày tháng 2 năm 2022, số lượng tiêu hao của Nga nó làm sao? Về lực lượng không á, mình không nói ở đây về xe tăng, xe tiếc gì cho nó dài dòng. Về binh sĩ không, đã gần nửa triệu binh sĩ cả chết và bị thương. Đó là một cái sự tiêu hao. Nếu mà trường hợp kéo dài nữa thì là nó còn sinh mạng của con người coi như là đốt vào lò thiêu. Chỉ biết là đi đến đó rồi sẽ bị chết chứ không còn có ngày trở về. Chiến tranh là vậy bạn. Đi đến đó là biết mình chết ngày, mình đã chấp nhận cái chết mà không biết ngày nào chết thôi. Đường trở về là không còn nữa. Và trong những cái tháng gần đây đó, những cái tháng gần đây, tháng 4, tháng 3 đó, là mỗi ngày Liên Xô đã mất khoảng 1.000 tân binh, 1.000 lính đó.
Khủng khiếp chứ. Mỗi ngày nha, chứ không phải mỗi tháng nữa, các bạn nghe rõ chỗ này, mỗi ngày mỗi ngàn tân binh đã ngã gục trên chiến trường Ukraine. Bạn thấy thế nào, khủng khiếp chưa? Rồi bây giờ mình tới, lâu quá rồi chưa ghé qua Trung Cận Đông, hôm nay hình như là mình sẽ có hai mục đi về Trung Cận Đông, nó diễn biến ra làm sao. Hình như là cái tin này là mới mới sáng nay mình đưa tin cho bạn, mình mới có cái tin này. Đó là gì? Đêm hôm đêm hôm là Mỹ và Anh. Hình này giờ hôm nay mình có cái hình này thì chắc không có, mới quá tại chưa có hình. Xong xuôi bắt đầu mình mới có hình, không có hình mà. Thì là Mỹ và Anh đã tập kết và tấn công cái của phiến quân Houthi tại Yemen. Họ là chuyên môn của họ là gì? Là dùng cái racket đó, bắn vào, không dám đánh đánh vào quân lính của Anh và quân lính của Mỹ, mà chuyên môn đánh vào những cái khu ngũ những cái chiếc tàu dầu dân sự. Tàu dầu dân sự ở đây là có những cái tàu dầu gì, chẳng hạn như là tàu dầu nè, tàu chở container hàng hóa nè, chuyên đánh vào người ta để làm cái thiệt hại cái nền kinh tế thế giới. Cho nên Mỹ và Anh hồi hôm đã tấn công cái thả lãnh thổ tại Yemen. Vì tụi này chuyên môn cướp thì không được. Cho nên là cứ ngay cái biển biển đỏ đó, đó mà cứ việc tấn công, với mục đích tấn công kiểu này để làm gì? Để bảo đảm cái tuyến hàng hải toàn cầu. Chẳng qua là vậy thôi. Đây chẳng qua cái tụi này nó có một cái sự tiếp tay của Iran, chứ tụi này cũng không dám đánh đâu, tôi nói thiệt. Có một sự tiếp tay của Iran, cho nên là hễ đi ngang qua mà mình nghĩ ở ngoài sau Iran còn có những cái tên khác nữa, hiểu không? Cho nên là mình chỉ biết như vậy thôi. Sẽ có chủ mưu những cái người khác nữa mới dám đánh, bỏ tiền bỏ đạc mới dám đánh được, chứ không ai không có tiền không ai làm cả. Đời mà có tiền thì có ai làm, còn không có tiền không ai làm đó. Cho nên là chẳng qua mình đã nói trước rồi, những cái clip trước rồi, đây là tuyến đường mạch máu của thế giới mà của cả toàn châu Âu, cho nên đừng hòng ngăn cản phá hoại cái chỗ biển đỏ này, rất là khó. Anh Pháp lúc nào cũng nằm ở tại đó. Đó, cho nên là không có hy vọng, chẳng qua phá hoại một tí xíu thôi ha, chẳng qua phá hoại một tí. Rồi bây giờ chúng ta đi tới thêm một tiêu nữa. Đây là cái chủ đề mà mình sẽ dẫn dắt bạn đi từng tiết mục một. Không biết có cái hình ảnh hay không. Không, tại cái này là nó có lửa khói bạn, cho nên là mà cũng sẽ lửa khói, cho nên là mình không muốn đưa vào đây, không muốn đưa vào đây, nói thẳng là vậy. Coi như cái chuyện vừa qua, cách đây khoảng một tuần, cách đây khoảng một tuần tuần trước gì đó, thì cái vấn đề mà tòa án kêu là Israel không được tấn công nữa và phải dừng,
Nhưng Israel không nghe lời trọng tài quốc tế và tiếp tục tấn công vào, mà Israel tấn công vào vào ngay cái điểm mà cái tụi này nó tập trung, mà nó lợi dụng những cái khu mà bây giờ ảnh hết đường chối rồi, hầm hiếc coi như là bị đóng đóng sổ hết rồi, đóng cửa hết rồi, sập hết rồi, bây giờ ảnh không biết đường nào để trốn nữa, và ảnh lòn lỏi vô ngay cái chỗ người tị nạn đó đó, ảnh ở đó và ảnh mang súng đạn ngay tại đó đó. Thì Israel nghe được cái vụ này và biết được cái thông tin này, và Israel đã dùng pháo đã nã vào đó. Đã nã vào đó và nổ và gây ra cái thương tích khoảng 45 người chết. Thì thế giới không biết nói là Israel tàn ác và tàn nhẫn. Thế giới lên tiếng, Mỹ lên tiếng, Đức lên tiếng, Pháp lên tiếng, đủ thứ chuyện, các nước lên tiếng. Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, những cái ngày gần đây người ta sau khi mà tới đó đó bắt đầu xong đó, có một cái tổ chức nó tới nó nghiên cứu, nó nghiên cứu và đang nghi ngờ tại cái chỗ nổ đó đó, cái chỗ đó nó làm sao. Là gì vậy? Là cái tụi này nó chạy vào và nó đem cả cái đạn thuốc nổ vào mà núp ở trong. Thì sau khi nó bắn vậy, nó trúng ngay cái khu vực mà đạn pháo mà tụi này cất giấu ở trong á, cho nên nó lan tỏa ra, lan tỏa ra rất là lớn, mà từ đó nó ảnh hưởng 45 người chết. Thì là thế giới lên tiếng, các Liên Hợp Quốc luôn lên tiếng là Israel là tàn sát nhân loại. Không những, ôi, nói chung là cả thế giới rồi, cả thế giới không nhìn ra sự thật, mà lúc nào cũng đổ thừa cho Israel là gây ra tội ác chiến tranh và giết hại nhân loại. Từ cái nhìn đó thì Israel mới điều tra ra, điều tra ra không phải là sự thật của đạn Israel mà là do thuốc nổ của cái tụi HIMARS nó gây ra và chết người và tàn phá nơi đây một cái diện rộng rất là lớn, một cái đám cháy khủng khiếp và làm thiệt hại 45 người chết. Đó là không phải Israel mà cái tụi kia nó để chất nổ lên rồi nó lên truyền thông báo chí rồi nó làm rùm beng hết. Sự thật đằng sau đó là một sự giả dối của cái tụi hai mác này. Bạn nhìn thấy, bạn bình luận ở dưới, hiểu không, chia sẻ cho tất cả mọi khán giả đang xem cái tình tiết nó diễn ra như thế đó, và chúng ta phải đồng cảm với Israel trong lúc này, chứ đừng thấy trước mắt mà chúng ta phải bình luận là cái sự tàn nhẫn của Israel. Rồi bây giờ tới Ukraine, mà ở đâu, ngay cái đảo mà nổi tiếng hiện giờ trong những cái ngày vừa qua,
đã đánh sân bay này, kho đạn này, tàu ngầm, nói chung là đủ thứ. Thì ngày hôm qua cũng nhận được một cái thông tin, đó là ngay chỗ cái bến đậu tàu, máy bay người lái của Ukraine đã làm thiệt hại 2 chiếc tàu và chìm sâu trong biển cả. Đó. Còn những cái gì nữa thì chúng ta chưa biết. Trước tiên là sự thảm bại 2 chiếc tàu tuần hành ngay cái cảng Kiev và đã chìm. Đó là sự thiệt hại. Nói chung từ đây và mãi mãi về sau, coi như là chúng ta hãy nghe cái tin không còn của Liên Xô nữa, mà nghe cái tin của Ukraine. À, toàn tin tin nóng của Ukraine. Muốn nghe tin nóng những ngày sắp tới sẽ cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ, bạn nên ủng hộ mình qua cái kênh Nguyễn YouTube hôm nay. Nó nằm ở trên cái logo con Enter. À, đây, đây bạn. Nếu các bạn không nhìn thấy trên cái YouTube thì chuyển qua cái một màn hình Google này bạn. À, Google, ứng dụng Google các bạn để nhẹ tay vào. Nếu chúng ta không nhìn thấy, trường hợp như gì là không nhìn thấy nè, thì các bạn bấm để nhẹ tay vô giúp hình, à, chỉ đi tìm kiếm chẳng hạn. Thì nó, nếu mà thường xuyên coi thì là nó lên gì, à, nó lên ngay. Còn không có lên á, bạn để cái tay nhẹ vào Nguyễn gạch ngang cái YouTube hôm nay sẽ hiện ra. Bây giờ nó hiện ra đây thì chúng ta xem, và bây giờ nó có như thế này, và ở dưới màn hình ở dưới màu đỏ nó cũng hiện ra đây. Chúng ta để nhẹ tay vào là nó hiện màn hình lên giống như cũ, Nguyễn YouTube hôm nay, và dưới đây là những gì mình chia sẻ lên, và các bạn sẽ thích thì xem. Trong đó có đá banh, boxer, có ca nhạc. Còn thích ủng hộ mình qua những cái clip phim mình chia sẻ khoảng 55 phút hoặc là có khi 1 tiếng, để cái thời gian đó mình cộng tác với partner để có một cái ngân phiếu nho nhỏ để mình tìm những cái thông tin. Tìm ở đây là mình mua cái thông tin, mua cái thông tin nó độc hơn để truyền cảm hứng đến với quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay tiếp theo. À, coi như là 2 chiếc tàu vừa qua đã chìm, trong khi đó đó ngay cái bến cảng đó đó là có trực thăng bảo vệ nè, à, có các súng tiểu liên phòng thủ nè, nhưng máy bay không người lái của Ukraine đã liều mình đâm thẳng vào 2 chiếc tàu và đã làm chìm dưới biển cả. Loại 2 tàu này là gì? Là KS-701. Loại tàu này giống như là cái tàu
hành quân gì đó, tạo tuần tra gì á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp Ukraine. Trong đó nó có cái gì nữa? Có một cái điều phải nói là khó cho Ukraine trong lúc này, đó là hai loại xe tăng Đức và xe tăng Aram M1 của Mỹ. À, về lợi thế đó thì Đức có lợi thế trên chiến trường, nhưng ngặt nghèo ở đây là không có đạn. À, còn lợi thế của Mỹ ngay với chiến trường ở Ukraine không có lợi thế mà đủ đạn dược, bất lợi. Mỹ đem tới Aram nhưng mà hình như là cái chỗ này là cái chỗ bùng lầy đầm sình, cho nên hình như nó nặng họ lắm, nó sao nó lúng, hiểu không, chạy không được, coi như là có nhưng mà xài không được. Còn Đức xài được ngay cái điểm này. À, cái tăng của Đức á, tăng của Đức là Leopard 2 đó, có thể chạy trên đầm lầy là được, nhưng lại thiếu đạn để bắn. Một cái điều nó nghịch lý cho Ukraine lúc này. Mình phải chờ xem cái chiến thuật sắp tới của Ukraine nó giải quyết ra làm sao, Mỹ sẽ giải quyết ra làm sao tại chiến trường Ukraine trong những ngày sắp tới khi sử dụng Aram 1 của Mỹ. Riêng Đức là rất là thuận lợi cho chiến trường này, hãy nói là tuyệt vời. Nhưng mà lại là thiếu đạn bạn, thiếu đạn. Đời nó cũng không có gì là suôn sẻ cả. À, luôn tiện, cái tựa đề mà hồi sáng mình nói đó là khi mà ông Trump vào làm được tổng thống trong năm tới đó, sẽ đưa một nhà tỷ phú vào để là cùng nội các của ổng bàn bạc trong chiến sự cho năm 2025 đó. Thì mình quên đưa cái hình. Bây giờ ông tỷ phú, hai ông tỷ phú này nè, à, đây là ông Trump, còn đây là Elon Musk, cũng là tỷ phú mà tỷ phú giàu nhất hiện nay, à, đứng hàng top nhất nhì nước Mỹ đó, không phải giỡn chơi hả. Còn ông này cũng là tỷ phú, bây giờ cũng là đang làm chính trị. Và nếu mà hai ông này, nếu ông này mà đắc cử làm tổng thống, sẽ mời ông này vào tham gia nội các cùng tổng thống Trump. À, ảnh mới đưa lên truyền thông báo chí. Trước đây hai ông này rất là lạnh lùng, nói chung là rất là lạnh lùng ở trong vấn đề này, về cái nội bộ tranh cử rồi cái này cái nọ, có cái sự xích mích đối với nhau. Nhưng ngày hôm nay còn 5 tháng nữa, nếu chiến sự thành công được kết quả thì sẽ mời ông đó vào nội các cùng bàn bạc với tổng thống Trump trong những cái năm sắp đến. Đó là lời của tổng thống Trump đưa ra trước truyền thông báo chí ngày hôm qua, ngày hôm kia gì đó. Đó là cái sự son và cái sự may mắn của kết nối. Để làm gì? Ý đồ của ông Trump là gì? Vì không tin tưởng Facebook nữa, cho nên những cái ngày tháng tới ông này mới lợi dụng cái truyền thông
X ngày xưa là Chích, bây giờ lợi dụng cái truyền thông này, hiểu không? Lợi truyền thông này quảng bá những cái hình ảnh của ảnh lên, khi mà được rồi thì là sẽ cùng nội các tham gia trong chiến dịch, ý là trong chiến dịch sắp tới. Ông đưa ra là như vậy, chiến dịch nhờ cái truyền thông của ông này nếu thành quả thì ông mời, nó mời sẽ nội nội các tham gia vào vấn đề nội các. Đó là cái ý đồ của ông Trump, phải nói cái đầu rất là hay trong lúc này. Qua chúng ta cũng phải chờ thêm theo những cái ngày tới nó diễn biến ra làm sao trên cái Twitter này, những cái hình ảnh của những cái thông tin của ông Trump sẽ đưa khắp nơi trên nước Mỹ, không những trên nước Mỹ mà cả toàn cầu. Những hình ảnh sẽ đưa đi. Riêng ông Trump thì cũng có mạng của ông cũng chưa được cái toàn cầu, nhưng mà mạng Twitter này nó có thể lên tới toàn cầu và người ta sẽ ủng hộ. Đó là một cái điều so giữa hai nhà tỷ phú này, một bên là truyền thông, là một bên là được làm trong chính quyền nội các của ông Trump nếu ông Trump được thắng cử cho năm tới. Đó là cái thổ lộ của ông Trump ngày hôm qua. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi Mỹ. Chúng ta cũng còn đủ thời gian để đi đến đó. Trước tiên là Bộ Ngoại giao Mỹ, các đài báo bây giờ YouTube đã lên hết rồi, nhưng mà mình hôm nay thì mình cũng chia sẻ thêm một tí xíu về những vấn đề Mỹ là đã bật đèn xanh cho Ukraine tấn công với một điều kiện là phải có cái sự chuyên gia tham khảo, chuyên gia sẽ vào đó và tham khảo rồi những cái địa điểm nào nên bắn vào và địa điểm nào không nên bắn vào. Đó là cái điều đang soạn thảo trong lúc này tại chính quyền Washington, chính quyền ông Biden. Mình cũng đó là 50% thôi, coi như là 60-70-80% là ok. Thì Mỹ đã bật đèn xanh và các nước Đức, Pháp, Anh, Thụy Điển, Estonia, Poland, nói chung là 12 nước đã cho phép. Còn mấy ông kia có cho phép hay không, cà ri bu cà ri hoặc tránh ra một bên đi, không cần, cũng không cần, tại vì mấy ông đó cũng chả có vũ khí gì để hiếp phờ cho đây, chủ yếu là Đức, Pháp, Anh hoặc Mỹ hoặc là cái khu vực phía Bắc Baltic cũng mạnh, ngành công nghiệp vũ khí cũng mạnh, không để miễn sao là cho phép, là những cái nước đó là đủ đủ để súng đạn, để đủ cho những cái ngày sắp tới. Đó là 80% về vấn đề bên Mỹ, còn 20% đó là tiếng nói của ông Tổng thống Mỹ trước cái truyền thông báo chí nữa mà thôi, là phê thịt là xong. Chờ ông lên truyền thông báo chí nữa là xong. Còn nói chung là truyền hình, báo chí, đài các nước châu Âu này đã rầm rộ rồi. Mình biết, mình đã đưa cái thông tin này dưới sự áp. Trước đây mình có đưa một cái clip là người giữa Đức và Mỹ có một cái kế hoạch, làm sao 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 chứ không có thể bừa bãi được, đánh vào dân thường là không được. Nhưng mà trong tương lai mình nghĩ Liên Xô nó cũng dùng chiêu giống như tụi hai mác này nè, trú ẩn trong dân rồi sau đó đánh qua, nó dạng vậy, có thể làm điều đó. Khi biết tin này thì Nga có thể làm một cái chiêu giống cái tụi hai mác mình mới nãy mình chia sẻ đó, là dùng đạn nằm ở trong dân bắn ra. Thì chuyện đó thì chưa biết chuyện gì sắp đến,
thì nghĩ là tương lai dự đoán là nó sẽ làm như vậy đối với Liên Xô hoặc là Trung Quốc hoặc là những nước khác, là sẽ làm những cái điều đó xảy ra trong cái chiến sự. Rồi bây giờ mình mới đi phần 1 của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Bây giờ tới ông Trump là có hai phần. Một phần thứ nhất đầu tiên á, là cái hình thì một chút để có hình á, cái ngày mai mình mới chia sẻ cái hình này lên. Bây giờ mình chia sẻ cái tin tức trước đi. Những cái ngày trước mình cũng muốn chia sẻ lắm nhưng mà mình thấy nó rắc rối tại cái tòa án, cho nên là mình không muốn chia sẻ về ông Trump này nhiều. Cái vụ mà bịt miệng rồi mỗi lần ông nói ra là phải bị phạt tiền 12 lần, mỗi lần nói ra là bị phạt 1.000 đồng bạc, một cái điều vô lý tại nước Mỹ trong lúc này. Nhưng rốt cuộc đến hôm nay, qua một ngày của bồi thẩm đoàn, coi như là quyết định sao? Quyết định là không phải là cho ổng tự do, coi như là không có tội. Nhưng luật pháp Mỹ lại kết tội ông ta là tội một cái vị tổng thống chưa từng xảy ra trên nước Mỹ, đã kết tội ông ta là cái tội luật pháp về hình sự. Thôi nói chung những cái ngày hồi bữa mình chia sẻ là mình nghĩ ổng vô tù cũng làm tổng thống được, nhưng mà Mỹ còn tiếng tăm nữa, hiểu không? Không thể nào mà bắt một người tổng thống không có tội mà đi vào tù, một điều nghịch lý cho toàn thế giới. Cho nên rốt cuộc bồi thẩm đoàn cũng ra một cái quyết định coi như là cho ông ta một cái tội phạm hình sự. Tội phạm hình sự này nó gồm có 34 danh mục trong cái vấn đề bịt miệng nè cho một cái nữ diễn viên khiêu dâm. Chúng ta đó, mình không đưa được hình ảnh lên nhưng mà mình chỉ nói quý vị phải biết và phải tìm hiểu ở trên mạng. Thôi chuyện gì nó đến thì sẽ đến và chuyện gì nó đi thì sẽ đỡ đi. Chúng ta cũng không biết cách nào để giải quyết, đó là nước Mỹ hiện tại trong lúc này. Mình chỉ kêu gọi những cái người dân chủ phải nhìn ra thực sự hiện tại trên nước Mỹ để đi đến một kết quả trong năm nay nên ủng hộ ai và nên làm gì với lá phiếu của mình tại nước Mỹ. Và trong tương lai, nếu được thắng cử lần đầu tiên trên nước Mỹ, có một cái vị tổng thống coi như là kết tội là trở thành tội phạm, một người kết tội mà trở thành tội phạm mà làm một tổng thống trong cái Nhà Trắng, điều đó điều chưa từng xảy ra 100 năm hiến pháp của luật pháp nước Mỹ xây dựng đến ngày hôm nay. Chỉ có đảng Dân Chủ hiện thời mới làm được việc này, và tòa án New York mới làm được điều này, thì mình cũng không nói gì hơn được. Đó là tình hình
Nói chung thì nói chung là ổng nếu mà kết tội như vậy á thì là người ta nó người dân nói ổng là phạm tội, hiểu không? Coi như lá phiếu của ổng sẽ bất, nhưng mà thực chất thì sẽ tạo điều kiện, mình sẽ tạo điều kiện cho trong lúc này và trên chiến trường tranh cử trong lúc này. Vì hiện tại á giữa ổng là Đinh Đền là ngang nhau về vấn đề phiếu bầu, xấp xỉ, nói chung là xấp xỉ. Còn qua cái cuộc mà bồi thẩm đoàn này hôm nay mà kết tội ổng á, kết tội ổng là tội phạm đó, thì những người kia có dao động hay không thì cũng chưa biết được. À, chúng ta phải chờ xem những cái tiểu bang này các bạn, tiểu bang này, các tiểu bang này. Nước Mỹ, những cái tiểu bang này đó, còn lại những tiểu bang này, tiểu bang này, tiểu bang này, các tiểu bang này, 2 4 5 6 7 7 8 tiểu bang ở đây, hình như đây cái này đó, hình như 8 tiểu bang đang dao động, hiểu không? Đang ngửa bên này ngửa bên kia gì đó. Cho nên là chúng ta phải chờ thêm tới giờ chót thì mới xảy ra chuyện. Chúng ta phải chờ xem tới giờ chót thôi. Rồi, bây giờ chương trình của chúng ta đến đây cũng đã trải qua55 phút và gần 55 phút. Nhớ còn một cái phần 3 của ông nói chung nữa. Phần đó là cái phần tiền gom góp của ông Na Trâm trong những ngày sắp tới. Theo mình biết là đã có một người cựu bốt sáp của Tổng thống Trâm đã gom góp 250 triệu, 250 ngàn, 250 ngàn. Trong tương lai sẽ là lên đến 1 triệu và 1 tỷ phú đầu tư cho cái chỗ mà Silicon đó, đã vận động được là 300 ngàn rồi, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi đã vận động khoảng nhiêu đó. Chúng ta chờ ngày mai ngày mốt trong cái vấn đề vận động của ông Trump ra sao, bao nhiêu tiền, phải theo dõi cái kênh của mình vừa mới chia sẻ để biết thêm cái số tiền vận động của ông Trung nó chuyển biến như thế nào. Và coi như là ổng phai đi, tạm thời ổng phai đi. À, coi như không vào tù là được rồi. À, bây giờ ổng sẽ là ứng viên tổng thống và trong tương lai sẽ vào Nhà Trắng với một cái tội danh là phạm tội luật hình sự. Thì ca đi, chuyện đó miễn sao làm tổng thống là được rồi. Mọi việc coi như là êm xuôi tại bộ thẩm đoàn ngày hôm nay mình chia sẻ cho quý vị. Nửa buồn là nửa vui, nói chung là nửa buồn nửa vui cũng được. Và còn vài giây nữa thì mình cũng muốn gửi đến cho quý vị là cái vấn đề bình luận qua cái thời gian mình chia sẻ, đó là quyền dân chủ của mọi người muốn viết thế nào, muốn cho cái gì, đó là quyền của quý vị. Và cố gắng quý vị giúp mình một tay, một bàn tay chia sẻ cái thông tin này, nếu có người thân hai bên hoặc là trước và sau xa hơn nữa
là bạn bè, xa hơn nữa thì là bên ngoài, bên trong nước giúp mình một tay. Và điều cuối và lần nữa, lời cảm ơn của mình đã quý vị trong cái thời gian vừa qua đã dành một tí xíu thời gian của quý vị ủng hộ cái clip của mình, cho nên mình hôm nay vẫn ngồi tiếp tục đưa ra những cái thông tin mới. Nếu thấy hay và hữu ích cho mỗi ngày mỗi người thì nên ủng hộ mình bằng cái ngón tay và đăng ký kênh, chẳng qua không mất tiền mà chỉ lợi được là những hình ảnh nè, những hình ảnh, những cái tin nóng mình sẽ chia lên, xẻ lên và bóc lên trên YouTube cái kênh của mình, những cái ngày mới và những cái điểm mới khắp toàn cầu. Và cuối cùng mình chúc quý vị một ngày năng lượng dồi dào, sức khỏe bên người thân, và hẹn những cái giờ tới, những cái ngày tới, những cái tin nóng mới nhất sẽ truyền cảm hứng đến quý vị. Xin chào và hẹn ngày mai.